đi con nghèo ra thế nào? Chứ thì cả hai ngày đi ngày thường thế nào, ngày nghỉ thế nào? Trường quốc tế nó học nhàn này. Lúc chơi bời linh tinh với cả cái phần từ từ lúc đi về đã vừa thích tầm. Con nằm trên giường nhìn cái quạt trời này. Nếu mà con thích chơi game như vậy thì làm thế nào để con cân bằng được giữa việc
đam mê chơi game vậy còn trẻ con nhất chơi game. Thực ra con nói thật là chúng con ghét ít game nữa. Ok vậy quá giỏi. Mặc dù khoảng 5 đến 6 cái game chơi thì lúc nào kiểu như mẹ con bận làm gì đó, mẹ con trong phép con mới dở ra chơi. Chứ không là mặc dù con chơi con bị say mê nhưng mẹ con đập tay xuống giường và bảo này ok, ok. Thực ra có phản quyền các mẹ có một chiêu để ngăn con chơi game. Chỉ con đang người thường là khi mà bảo tắt đi con sẽ cố gắng để vẫn giữ tiếp tục để chơi và tỏ ra từ mình chỉ cần nói thôi, mẹ không nói chuyện với con nữa. Xong rồi đi ra phòng bên kia dỗi khoảng 1-2 tiếng là nó sẽ cố gắng cào cửa đi vào. Nhưng mà thế là con của các mẹ biết sợ. Ok, chào con, tên là Hồi. Chú Hồi tô á, nhà Phúc Hồi á. Hồi dạ. Hồi á. À, đúng rồi. Chú Hồi. Ok, cứ hỏi con một số nha. Lớn lên con muốn làm cái gì hay là con muốn trở thành ai, giống ai? Lớn lên con muốn làm cái gì hay là con muốn trở thành giống ai thì là lớn lên con muốn có một cuộc sống ổn định ổn định.